Hello các bạn, hôm nay là một ngày thứ bảy buổi sáng rất đẹp trời, là ngày lễ độc lập của nước Mỹ, gọi là July 4. Thì các bạn cũng đã biết rồi đó, hàng năm thì cái ngày lễ này là ngày rất lớn, cho nên tất cả mọi cái hoạt động về buôn bán, thương mại đều đóng cửa hết để mình ăn mừng một ngày lễ lớn của Mỹ. Thì ngày hôm nay là họ đốt pháo bông dữ lắm nè. Quốc võ thì lại ngủ không được. Nói chung là bây giờ rất là sớm các bạn, chỉ có mới có 7 giờ sáng thôi, thì nói chung thường thì ngủ trễ, nhưng mà hôm nay đặc biệt là tại vì ngủ không được, cái trằn trọc hoài về cái vụ việc của Hồ Duy Hải đó, mà hôm bữa giờ làm cho mình cũng mất ngủ. Mình cứ theo suốt cái câu chuyện này để nắm bắt được những thông tin mới nhất mà mình truyền tải đến cho tất cả các bạn gần xa để các bạn biết thêm một số thông tin. Thì như thường lệ thì sáng nay Quốc võ cũng đã biết được một cái thông tin rất là mới về câu chuyện của Hồ Duy Hải và cái bưu cầu voi. Cái bưu điện cầu voi này nó có nhiều tình tiết rất là bí ẩn các bạn, rất là nhiều luôn. Mà hôm nay thì Quốc võ mới khám phá ra được một cái tình tiết mới về cái tầng lầu thứ nhất, tức là lầu 1 của bưu điện cầu voi. Thì hôm nay Quốc võ muốn chia sẻ cho các bạn một cái lời nhận xét của ông Đinh Phú Hùng. Ông Đinh Phú Hùng là ông là giám đốc bưu điện cầu voi trong cái thời điểm mà 2008, khi mà xảy ra cái vụ án mạng của Ánh Hồng và Thu Vân đó, thì ông là giám đốc của bưu điện này. Thì ông theo những cái phóng viên và theo những cái bản mà báo cáo của từ phía luật sư Trần Hồng Phong, thì đã phỏng vấn cái ông Đinh Phú Hùng này, và ông đã trả lời rằng là cái nơi mà xảy ra cái vụ án là bưu cục cầu voi đó, thì nó có hai cái khu vực, một là tầng 1 và mà hai là tầng trệt và tầng 1, thì hai khu vực khác nhau, nó thuộc quản lý của khác nhau. Cái tầng dưới á, là dành cho những cái người mà nhân viên trong bưu điện bưu cục đó, họ làm việc giao dịch buôn bán rồi làm việc mỗi ngày. Và cái tầng lầu thứ nhất á, tầng lầu trên á, thì nó dành cho cái cục về điện lực bưu điện để là đặt những cái tất cả những cái máy móc thiết bị, và cái nơi này là cái nơi cấm xâm nhập bất hợp pháp, tức là không có phòng xử là biển vào đó, để đỡ bản giống vậy đó, tức là dành cho những người mà có về kỹ thuật thôi, khi mà cần thứ thiết sửa chữa hoặc là duy trì hoặc là bảo hành cái gì đó về hệ thống điện thì họ mới lên trên đó, chứ còn bình thường những người bình thường không có phận sự thì không có ai được phép lên trên cái lầu một cả, bởi vì tất cả cái bởi vì cái nơi này có cửa khóa, mà cái chìa khóa này được giữ bởi những cái nhân viên kỹ thuật đó. Chứ Hồng và Vân không bao giờ có thể bước lên lầu một được các bạn. Cho nên đây là một cái tình tiết họ nói rằng là rất là mới, mà chúng ta lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng là Hồng và Vân thường hay lên trên lầu một để ngủ vào ban đêm, nếu như mà cái ngày nào đó mà có Nguyễn My Son là bồ cũ đó của Hồng đó từ Sài Gòn mà về thăm, thì hai người sẽ lên trên lầu một để ngủ trên đó, còn phía dưới là Thu Vân ngủ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thật ra là cái chuyện đó là không có cơ sở, không có đúng theo lời của ông Đinh Phú Hùng, là ông giám đốc bưu điện đã nói như vậy. Tức là ở dưới tầng trệt là có một cái giường thôi, mà có thể là thường ngày á là Hồng và Vân nếu mà cần ngủ lại đó thì ngủ lại tại cái giường này. Nhưng như thật sự đó là hai người thường hay về nhà, chứ không phải không ngủ lại ở đó, tại vì hai người đều có nhà riêng cả. Trừ trường hợp nào mà có Nguyễn My Son hoặc là Đinh hoặc là Nghị đó, Nguyễn My Son hoặc là Nguyễn Nhân Nghị đó về thăm, thì lúc đó là họ sẽ tức là Hồng với lại bạn trai đó, sẽ ở lại đó và ngủ tại tầng trệt, chứ không phải là ngủ trên lầu 1. Bởi vì theo lời của ông giám đốc là cái lầu 1 và cái tầng trệt được cách ly nhau bởi một cánh cửa có khóa, mà cái khóa này là không, những nhân viên bưu điện không có quyền, không có chìa khóa để mở ra được, bởi vì nó không trực thuộc của bưu điện nữa các bạn. Và cái lời nói này của ông giám đốc bưu cục cũ hồi xưa đó, thì nó lại là đối lập với lại cô là Lê Thị Thu Yến, mà cái cô này đó là bạn thân của hai người, tức là Hồng với Vân, đã nói với cơ quan chức năng
cơ quan điều tra rằng là khi mà có Nguyễn My Son từ Sài Gòn mà về ở lại một đêm, tức là họ đã sống với nhau giống như là vợ chồng á, mỗi lần mà về thì họ leo lên lầu 1 để ở lại trên đó vào ban đêm. Tại vì coi như là các bạn biết rằng là theo những cái nhân chứng đã nói rằng là trong thời điểm khoảng từ 20:30 cho tới 22:30 là có đèn sáng ở trên lầu 1. Tức là những nhân chứng họ gần đó họ thấy được rằng những cái điều đó. Những người mà ở trong cái đội dân phòng sát bên á thì họ nói rằng là khoảng thời gian đó đó là có thấy đèn sáng ở trên lầu 1. Như vậy thì ai là cái người mà đã ra tay hạ sát những cô gái này một cách rất dã man các bạn? Có vợ nói là chỉ dã man bởi vì như thế nào? Bởi vì là theo những cái khám nghiệm hiện trường và khám tử thi của hai cô gái thì có những cái vết mà dấu vết của sự chích điện, dùng roi điện các bạn, nó gọi là stun gun á, để chích điện. Thì nói chung là trước khi giết là phải hành hạ những cái vết bầm tím ở bụng và dần ngực, rồi cắt cổ một cách rất là dã man, cắt cổ rất là dã man. Và ở lại ở trên cái lầu 1 đó, đó thì coi như là mình nghĩ là chỉ có một người thôi, một người hung thủ thôi mà tàn sát, sát hại hai người phụ nữ ở trên đó mà trong một cái đêm tối như vậy đó, rồi tắt đèn rồi đóng cửa các bạn, rồi tắt đèn rồi đóng cửa rồi bình thản đi về. Và đến thời điểm này là 13 năm qua, biết bao nhiêu là những cái sự điều tra của cơ quan chức năng, rồi những cái sự điều tra của những thám tử, những phóng viên nhà báo, những luật sư gì này nọ. Và hiện tại bây giờ cái vụ án nó được nêu lên phổ biến rộng rãi trên cả thế giới luôn đều biết. Như vậy mà cái người hung thủ này, cái kẻ sát nhân này vẫn bình thản bình chân như vậy. Thường thường các bạn biết rằng là khi mà giết người như vậy đó, dã man như vậy đó, ám ảnh dữ lắm các bạn. Tại vì thường con người á, họ có cái lòng nhân sẵn ở trong người, không phải ai cũng lã cả đó, không phải là ai là cũng là hoàn toàn là khát máu cả. Giết người vì một lúc nào đó họ như là không còn tự chủ được bản thân mình nữa, không còn kiểm soát được cái hành động của mình nữa. Khi mà cái cơn điên nó nổi lên thì họ ra tay họ sát hại. Nhưng mà sau đó thời gian rồi họ bình tâm lại đó, thì họ sẽ hối hận, rất là hối hận cái hành động của mình, và họ sẽ ra họ đầu thú. Tại vì có biết bao nhiêu là trường hợp giết người rồi ra đầu thú qua một thời gian rất là dài. Vậy mà trường hợp này nó là cá biệt các bạn. Trường hợp này nó khác 13 năm qua. Trong khi một cái người Hồ Diệu Hải đi, bị nhốt ở trong tù, trong một nhà lao như vậy, rồi biết bao nhiêu là những cái cuộc điều tra này nọ, nhưng mà cái hung thủ này thật sự là ai vẫn chưa ra đầu thú. Hoặc là nếu như mà thật sự Hồ Duy Hải mà có tội nha, có phải nói một cái ví dụ giả sử như vậy, một dấu chấm hỏi, giả sử như Hồ Duy Hải mà người là ra tay sát hại nạn nhân, thì Hồ Duy Hải biết bao nhiêu sự giằng xé của cái tâm lý trong bản thân của mình á, là sẽ ra đầu thú khi mà Hồ Duy Hải thấy mẹ ruột của mình, em gái của mình và tất cả những cái người thương yêu mình, gia đình họ hàng đều mực là nói rằng Hồ Duy Hải bị oan. Mà thật sự mà Hồ Duy Hải mà có tội giết người thì Hồ Duy Hải cũng đã nói rằng mình đầu thú, mình có tội từ lâu rồi, chứ không phải đến thời điểm này. Cho nên đây cũng là một trong những cái dấu hỏi rất là lớn để cho chúng ta nhận biết được rằng là thật sự cái hung thủ mà đây là ai mà là cái người mà có thể có cái chìa khóa để mở được cái cánh cửa mà lên trên lầu 1. Bởi vì theo lời của ông giám đốc bưu điện là cái lầu 1 này không có ai có thể lên được, kể cả cô Hồng và cô Vân luôn, chứ đừng có nói là những người khác. Như vậy thì cái người nhân viên kỹ thuật nào đó mà có thể có chìa khóa để lên được đó? Đó là một câu hỏi rất rất lớn các bạn. Tại vì mình không biết được như thế nào
mình nên tin ai, tin ông, tin về phía ông giám đốc hay là tin về phía cái cô Lê Thị Thu Yến mà bạn thân của hai cái người này. Cái này là do cái người luật sư của Trung tâm Bùi Duy Hải là ông Trần Ngọc Phong đã có những cái bản kiến nghị rất là mới và gửi lên chủ tịch nước, ủy ban tư pháp, quốc hội và chánh án tòa nhân tối cao để yêu cầu kiến nghị điều tra lại vụ án này một cách rất là tận tường. Đó, đây là những cái mà ông đã nắm bắt được những bằng chứng cụ thể, hoặc là một cái bằng chứng nữa là một cái bếp dầu, cái bếp dầu mà họ có thể là dùng để là đập đầu hoặc là như thế nào đó, giết hại con hai gái này cũng liên quan tới cái bếp dầu nữa, nên tức là nó đã bị vỡ ra từng mảnh một, dầu đổ lên láng và rơi vãi khắp người của hai cô gái này, chứng tỏ là họ đã dùng cái bếp dầu này để dùng cái hung khí nữa các bạn. Nhưng mà sau khi mà cơ quan khám nghiệm hiện trường tới nơi đó thì cái phần đế của cái bếp dầu đó nó nằm ngay ngắn ở trên kệ, tức là được đặt ngay ngắn như đó. Như vậy thì có một cái bàn tay sắp xếp nào đó, không ạ? Trong biên bản lời khai của Hội Duy Hải thì Hội Duy Hải không có khai là mình đóng cửa. Như vậy thì ai là cái người đóng cửa cái buồng cục cò voi này? Bởi vì khi mà ông Phùng Phụng Hiếu, ông Phùng Phụng Hiếu là cái ông mà giao báo vào mỗi buổi sáng tại các cái buồng cục trên địa bàn của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đúng 7 giờ sáng có mặt ở đó thì ông thấy là cửa đóng then cài, điện tắt tối thui, đúng không ạ? Xong rồi ổng mới gõ cửa nhiều lần mà không có ai, ổng kêu cửa nhiều lần nhưng mà không có ai mở. Ổng mới là nghi rằng có một cái gì đó nó mờ ám xảy ra, thì ổng mới leo cổng ổng đi vô. Ổng đi vô xong thì cái cửa phía trước là đóng, cho nên ổng mới đi dọc theo cái hành lang phía sau, lòn ra cái cửa phía sau thì ổng thấy được hai cái xác chết của nạn nhân nằm trên vũng máu, thì ổng mới la toán lên đó. Như vậy là chứng tỏ rằng là ai là cái người đã đóng cái cửa buồng cục đó, trong khi trong hồ sơ Hải khai nhận rằng là Hải chỉ chạy xe ra ngoài và không có đóng cửa. Như vậy thì các bạn thấy sao? Đó là một trong những cái vấn đề phải nói rằng có rất là nhiều những cái tình tiết mà nói chung là bữa giờ là Quốc Võ cũng theo dõi kỹ lắm, theo dõi từng giờ một coi những có những cái tình huống gì mới thì sẽ chia sẻ với các bạn biết, để cho mình cùng nhau mình cùng khám phá ra cái vụ án này. Bởi vì mình biết là chắc chắn một điều rằng là các bạn cũng theo dõi giống như mình, giống như Quốc Võ vậy đó, có cái máu thám tử mà, tức là bây giờ nó vui đó các bạn, khi mà những cái thời đại mới bây giờ mà thời đại mà 4.0 á, internet tất cả khắp nơi đều biết hết, các bạn ngồi tất cả một xó nào đi chăng nữa trên thế giới này các bạn đều biết rằng tin tức tại Việt Nam. Bây giờ cho nên là những người Việt Nam mình, đặc biệt là những cái người mà thích công đạo, thích những cái lẽ phải, thích những cái gì đó mà nó tươi đẹp trong xã hội đó, trong cuộc sống đó, thì chúng ta luôn luôn hướng về một cái điều tích cực. Vì vậy chúng ta muốn theo dõi vụ án này tới nơi tới chốn để coi cái là cuối cùng kết thúc như thế nào. Thì Quốc Võ cũng giống như các bạn thôi, nhưng Quốc Võ có thể là mình tìm hiểu nhiều cái chi tiết hơn, rồi mình đứng ra trước cộng đồng để mình chia sẻ những cái điều mình biết. Mình không có thiên vị bên nào cả, mình đứng về phía lẽ phải thôi, và nói về tất cả những cái gì mà mình nói thì nó đã nằm trên những cái báo chí, những cái về những người luật sư, những YouTuber khác, hoặc là mình chia sẻ tất cả những thông tin đó và mình gom lại rồi mình coi cái nào cần nói, cái nào không cần nói thì mình sẽ nói cho các bạn biết về tin tức đó. Đó là cái mục tiêu của Quốc Võ. Thì các bạn nào mà thích cái kênh Quốc Võ thì các bạn vui lòng cho mình một cái đăng ký ha, rồi một cái like, một cái đăng ký để cho các bạn có thể là tiếp tục cập nhật những thông tin Quốc Võ đưa lên trong càng sớm càng tốt. Đó thì đó là một trong những cái vấn đề, và mình phải công nhận rằng là cái xác kẻ sát nhân này là máu lạnh thiệt các bạn, rất là máu lạnh luôn á. Đó thì để coi tình hình như thế nào thì Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tiếp cho các bạn biết nha. Rồi thì sẵn đây thì Quốc Võ xin chúc cho tất cả các bạn nào ở Mỹ là một ngày lễ độc lập á thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành, một ngày Yulefor rất là tốt đẹp. Các bạn nào ở xa không phải ở Mỹ là một thiệt thật ra các bạn thì luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn sức khỏe tốt và thành công ha. Rồi tạm biệt các bạn, I love you.